Do cạn kiệt tài trợ, Liên Hợp Quốc đang buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và hỗ trợ cho hàng triệu người ở nhiều quốc gia nghèo. Đến đầu tháng 8 năm 2023, WFP sẽ buộc phải cắt hoàn toàn viện trợ cho 7 triệu người ở Yemen. Ngày 29 tháng 7, hãng tin AP dẫn lời Phó Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới, Kaskal, thông tin ít nhất 38 trên 86 quốc gia nơi WFP hoạt động đã bị hoặc có kế hoạch sớm cắt giảm viện trợ lương thực, tiền mặt và các hỗ trợ khác. Ông Kaskal cho biết WFP ước tính cần 20 tỷ đô la Mỹ để cung cấp viện trợ cho những người có nhu cầu, nhưng tổ chức này thực tế chỉ đặt mục tiêu 10 đến 14 tỷ USD. Và cho đến nay, WFP mới chỉ nhận được khoảng 5 tỷ đô la Mỹ, chỉ bằng một nửa con số kỳ vọng. Nhu cầu viện trợ nhân đạo đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 do sự bùng phát của đại dịch COVID-19, đồng thời bởi tác động toàn cầu từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Phó Giám đốc WFP cũng không mấy lạc quan hơn về tình hình trong năm 2024, nhấn mạnh dù nhu cầu viện trợ và động lực vẫn còn, nhưng nguồn tài trợ đang cạn kiệt. Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, họ buộc phải cắt giảm viện trợ cho những người chỉ mới ở mức độ đói, để giúp những người đang thực sự sắp chết đói hoặc ở mức độ đói cùng cực. Nếu những người này bị bỏ rơi, thảm họa sẽ xảy ra. Hồi tháng 3 năm 2023, WFP đã buộc phải cắt giảm viện trợ khẩu phần ăn từ 75% xuống 50% cho các cộng đồng đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng ở Afghanistan. Tới tháng 5, tổ chức này buộc phải cắt giảm viện trợ lương thực cho 8 triệu người, tức 66% số người mà WFP đang hỗ trợ ở quốc gia này. Ở Syria, WFP đã phải cắt giảm toàn bộ viện trợ lương thực cho 2.5 triệu trên tổng số 5.5 triệu người, vốn cũng chỉ được viện trợ 50% khẩu phần ăn. Tại các vùng lãnh thổ của Palestine, WFP đã cắt giảm 20% hỗ trợ tiền mặt vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Một số nước ở Tây Phi như Niger, Cameroon, Nigeria, Cộng hòa Trung Phi cũng sẽ bị cắt giảm viện trợ lương thực trên diện rộng. Phó Giám đốc Kaskal nhận định, xung đột và mất an ninh là nguyên nhân chính gây ra nạn đói trầm trọng trên toàn cầu, bên cạnh đó là biến đổi khí hậu, lạm phát, giá lương thực. Tất cả đều xảy ra trong thời kỳ suy thoái kinh tế, ông nói. WFP cho biết, cuộc khủng hoảng lương thực và dinh dưỡng vẫn tiếp diễn với 345 triệu người chịu cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng, trong khi hàng trăm triệu người phải đối diện với nạn đói cùng cực. Việc cắt giảm viện trợ rõ ràng không phải cách để giải quyết vấn đề. Tổ chức này hiện đang tìm cách đa dạng hóa nguồn tài trợ, nhưng ông Kaskal kêu gọi các nhà tài trợ truyền thống đẩy mạnh hỗ trợ WFP vượt qua thời điểm khó khăn này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.